Rồi, thế xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con dao GV50. Cái này là bản Hàn và bản này cũng là bản siêu dựng các bác nhé. Thì cái này em sẽ là dựng toàn bộ cái từ là khung viền này. Khung viền là mới tinh nhé các bác nhé. Màn hình cũng là màn hình mới tinh các bác nhé. Và cái đắp lưng ấy cũng là mặt đắp lưng mới tinh nhé. Chỉ có những cái linh kiện bên trong ấy là cũ thôi. Từ pin cũng là cũ này và main cũng là main cũ. Tuy nhiên ấy, thì đều đồ zin hết các bác nhé. Thì nó là mới tinh rồi nhưng mà em vẫn cứ show cho các bác biết được cái ngoại hình của nó đây. Thì các bác thấy cái cạnh dưới đây thì nó chẳng có vết xước gì đâu vì đây là bộ khung mới mà, mới tinh mà. Đây. Cạnh trái cũng thế nhá các bác nhá. Chả có vết xước nào đâu. Đây, cạnh trên cũng thế. Hoàn toàn là chả có vết xước nào. Cạnh phải cũng thế các bác nhá. Không hề có vết xước nào. Đây là cái màn hình. Thì các bác cũng yên tâm, màn hình cũng là màn hình mới tinh mà. Hôm qua nó còn nguyên cái miếng siêu màn hình nhưng mà em lột ra rồi. Đây. Đây, ok các bác. Đó, màn hình mới tinh các bác nha. Đó. Thì các bác yên tâm, màn hình này màn hình mới tinh rồi. Không phải lo về việc nó có chảy xước gì các bác nhé. Rồi ok, còn còn đây là cái lưng này. Cái lưng thì em còn chưa chưa bóc cái miếng siêu ra luôn. Đấy, nó còn nguyên mới tinh nhé. Đây, bóc ra thì nó sẽ mới tinh như này. Đấy, cho các bác yên tâm nhé về cái độ mới của cái lắp lưng này. Đó, thì đương nhiên con này của nó cũng về các chức năng ấy, thì nó cũng full được không vấn đề gì cả. Tuy nhiên em vẫn cứ phải test lại cho các bác biết để các bác yên tâm. Chứ không các bác lại bảo là em không test thì tiện ra đây. Wi-Fi này bình thường nhé, sim sóng này, tắt Wi-Fi này này, nghe gọi luôn này. Sóng cái này hơi yếu các bạn. Ô, gọi chưa nhỉ? À đây, giờ mới gọi. Mình, hôm nay em chưa gọi, mình cứ tưởng là gọi rồi. Hãy tiệm cận này bình thường này. Ok. Đó. 4G bình thường nhé, LTE này. LTE bình thường các nhé. Ok. Camera này. Đất mình nét luôn. Các góc này. Siêu rộng này. Cam trước này. Đấy, để bình thường hết các bác nhé. Ok. Con này xem đang chạy Android mấy nào. Đây, thì con này đang chạy Android 12 được các bác nhé. Đó. Ok. Bảo đảm cho các bác nữa là vân tay nhé. Vân tay nó sẽ là ok các bác nhé. Và kể cả cái chấu để kết nối màn hình phụ này nó cũng sẽ ok nhé. Tại vì em chưa lắp vào thì em không test thôi nhưng mà bảo đảm cho các bác là những cái đấy là ok các bác nhé. Không thì không, các bác lại bảo không 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 test từ nó. Ở ngoài này còn gì nữa không? À quên. Còn cắm cái giắc tai nghe này bình thường các bác nhé. Ok, em sẽ cắm cái giắc máy tính nữa. Rồi. Máy tính nhận bình thường các bác nhé. Ok luôn. Ui da, rất là chắc các bạn. Cái coi cái con này cái chân cắm còn khá là chắc. Đó, thì em sẽ vào hẳn bên trong test nữa. Thì cái phần test chân sạc và test các thứ em vào bên trong test nhé. Đó. Đây, ánh sáng tiệm cận ánh sáng bình thường các bác nhé. Các phím bấm bình thường, chuông bình thường, chuông ấy thì con V50 nó sẽ hơi bé không nhé, rung này, rung rất mạnh, xoay chuyển này, xoay ngang xoay dọc này bình thường nhé, mic này, đấy mic mic thì không hiểu sao là trên con V50 ấy, con nào thế thôi, cái mic dưới bao giờ các bác test kiểu này nó cũng hơi bé bé. Nó không như mic trên các bác test nó to hơn đấy, như ở mic dưới con V50 nó kiểu như vậy nha các bác nhé. Rồi cảm ứng này,
thì cứ phải test hết cho bác. Cái mình cứ sọc sọc là do em quên, em chưa xét lại cái camera ấy. Camera nó không cùng 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 tần số với cái đèn. Thế như vậy rồi. À, con này thì sẽ không không có cảm ứng, à quên, không có áp suất các bác nhé. Thì tại vì em sẽ dùng dùng gọi là dùng keo ấy, chứ em không dùng gioăng, cái này là sẽ bị mất áp suất các bác nhé. Thì em thấy là việc áp suất nó không quá cần thiết đâu. Quên, chưa test xong mà đã ra rồi. Đây thì mid info đây, IMBL đây, cái này thì chả cần cần quá cái biết cái pin đương nhiên là không rồi vì tháo pin rồi. Đây còn cái bên đầu test cái màn hình thì đương nhiên chả vấn đề gì được các bác nhé. Nó chốc sọc này nó do cái tốc độ khung hình thôi, nó chốc sọc không vấn đề gì. Còn màn hình này đương nhiên mới là chả vấn đề gì các bác nhé, mới thì không thể có lưu ảnh được, xin bác yên tâm. Ok luôn. Ok, ok quên, cứ chạy ra sớm quá. Đây, quan trọng là cái test cái phần chân sạc này. Thì các bác biết rồi đấy, con V50 ấy thì nó không bị lỗi chân sạc đâu, cho nên các bác cũng không phải lo lắng gì về cái chân sạc con này cả, nó vẫn nhận sạc ngay bình thường. Đấy. Con V50 chỉ có mỗi tội là nó sẽ nháy nháy khi mà sạc thôi, chứ còn nó chả có cái lỗi gì về sạc nữa cả. Đấy, và nhiều bác cũng sợ là nháy nháy nó hỏng màn, thì không phải đâu, nó chả bao giờ hỏng màn được. V50 dùng bao đời này nó vẫn rất là lành. Còn đây là cái cổng 25W này. Đấy, nhận bình thường nhé, CC 4 bình thường nhé, à quên, PD04 bình thường nhé. Ok các bác, thì con này hoàn toàn bảo đảm cho các bác là không có lỗi gì cả các bác nhé. Thì sau đây em sẽ tháo cái máy ra cho các bác xem. Ok. Ok các bác, tháo nó sẽ hơi lâu đấy. Nhiều bác thì bảo là đeo găng tay vào, nhiều bác bảo che camera vào. Nói chung là cũng đúng thôi. Bác nào mà cẩn thận như thế được thì rất là tốt. Tuy nhiên thì em thì không cần thiết như vậy, tại vì em làm trong một cái thời gian nó ngắn đấy, nó không 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 có thể bị bụi vào đâu. Mà kể cả có bị bụi thì mình cũng lấy cái đồ xịt, mình xịt, miễn sao mình đừng đừng có chạm tay vào là được, đừng có chạm tay vào camera là được. Còn nhiều bác thợ thì nhiều bác ấy làm vội hay làm gì đấy, các bác cứ chạm tay vào camera thì lúc đấy thì cũng không đỡ được thật. Ok. Thay cái màn, bộ màn này nhiều khi cũng cũng hơi bị rủi ro các bạn, tại vì nhiều khi là dùng một con ốc là nó dài ấy. Nó dài cái là nó bị cắm vào màn bên trên, thế là hỏng cái màn. Đấy, rất nhiều anh em bị rồi. Quên chưa tháo cái khay sim. Ok các bác. Đây. Thì đây các bác nhé. Đây là cái main của nó này. Thì em cũng đã viết ở đây rồi là main full. Thì tí nữa sau khi lắp xong em cũng phải gỡ nó ra, tại vì để cái băng dính hai mặt ở trong này nhiều khi là nó nóng ấy, nó có thể tan cái keo này ra thì nó có thể gây gì đó đấy. Ok các bác, đây màn hình, à quên, cái main hoàn toàn là zin bình thường nhé, chưa hề sửa chữa gì các bác nhé. Bên này cũng vậy đấy, rất là đẹp, cũng có thể là có dấu mồ hôi của tay em thôi. Ok các bác, còn đây là cái bộ khung và pin. Thì đây hoàn toàn các bác nhìn thấy cái này còn miếng đồng tản nhiệt nhé. Nhiều bác, nhiều người mua máy V50 hay là máy V60 này thôi là bị luộc mất cái miếng này, này dẫn đến là máy nó rất nóng và dùng một thời gian là nó chết cái main luôn ấy. Thì cục pin này, thế cục pin này dính đen đẹp các con nhé. Đây, đấy, bao các bác check luôn, check ở đâu cũng được, cục pin dính đen đẹp. Tuy nó không phải là mới mới tinh nhưng mà nó là hàng zin, và đương nhiên nó lâu rồi thì dung lượng nó cũng sẽ không còn được mà 100 chấm nữa. Thì em cũng đã
test cái con này tầm khoảng 2 ngày nay rồi, thì em thấy là cái cục pin này nó còn khá là ngon. Tại vì em có mấy cục pin, hai đây có cục pin nữa, thì em test hai cục này thì em thấy cục này ngon hơn thì em cho vào. Thì cái cục này em đoán nó sẽ được tầm khoảng 85%, 85%. Đấy. Đoán em đây là ý kiến cá nhân em thôi, còn tùy nó phải tùy theo vụ các bác dùng nữa, về mỗi người dùng một kiểu thì cũng nhiều khi nó cũng không biết đâu được, nhưng mà em thấy là cục phải còn ngon nhé các bác nhé. Đấy, ok các bác, thì đây các bác nhìn đồ trong này toàn là đồ xịn hết nhé, bảo đảm cho các bác là dùng cái này rất là ok. Đấy, còn hơn là các bác không biết gì về 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 một con máy kiểu như V50 này, bác không biết gì về bên trong rồi các bác về các bác dùng cũng không biết, thì đấy là nhiều khi nó mất cái này mất cái kia ấy, bác về dùng xong rồi nó hỏng hóc rồi lại bảo là LG làm đồ như cái cờ cờ ấy, nhiều khi là đau đớn lắm. Rồi ok, chào các bác nhé, các bác nào mà cần thì liên lạc với em ở số trên màn hình nhé các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.